các bạn, chúng tôi là đoàn hướng dẫn viên của Sài Gòn Tourist hôm nay được đi đào tạo. Không hiểu. Không hiểu ấy. Chết rồi. Đến giờ rồi. Đây đoàn đang đi vào khu vực vườn hoa hướng dương thuộc trang trại bò sữa TH Miêu. Được rồi, tặng nha, lớn hết rồi. Đúng là phải đông hơn nhỉ?